hay chết có quan trọng không? Và bao lâu thì chúng ta tải một lần? Tất nhiên là quan trọng rồi. Có nhiều, rất là nhiều chị em là dùng kem râu nam lắm rồi, nhưng mà không biết tới cái chai tẩy da chết này. Các chị em cứ nghĩ là nó sẽ không cần thiết. À, không cần thiết cho nên không cần mua chi để nó tốn tiền, đúng không ạ? Không đâu, cái chai này thì nó là, các chị em hay biết đó là sữa rửa mặt, serum hay là nước ối hồng hay là kem chống nắng, kem đêm dưỡng da. Nhưng các chị em sẽ quên đi cái bước tẩy da chết này. Tại vì sao chúng ta không tẩy da chết? Đó, các chị em cứ nghĩ là chúng ta dùng sữa rửa mặt hàng ngày rồi, nó cũng đã làm sạch da rồi và chúng ta sẽ không còn làm sạch da nữa. Nhưng không, cái tẩy da chết này nó sẽ là loại bỏ những cái tế bào da chết trong da cơ, trong cái cơ mặt của chúng ta như thế này nè. Là cái sữa rửa mặt nó chỉ làm sạch bụi bẩn ở bên ngoài thôi, còn tại da, còn cái da chết thì nó ở trong này, và hàng ngày nó đã sản xuất ra hàng ngàn cái lượng tử da chết. Cái lượng da chết đó, nếu như chúng ta không tẩy nó đi, không lấy nó đi, thì da chúng ta nó sẽ không có láng mịn, không có sáng mịn như thế này, và nó cản trở cái quá trình để chúng ta sử dụng kem. Đó, kem chúng ta khi mà nó có một lớp, cái gì em cứ nghĩ là nó có một lớp cản trở như thế này nha. Chúng ta dùng kem nên nó chỉ trơ trơ, kem nó trơ trơ thôi, nó không có hấp thu được ở dưới tầng trung bì, hạ bì dưới da của chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta nên tẩy da chết, và không nên tẩy quá nhiều lần. Chúng ta chỉ tẩy một tuần 1 đến 2 lần thôi, đó là đủ rồi. Chúng ta không cần tẩy quá nhiều lần, nó sẽ làm da chúng ta mỏng đi, và cái da chết nó không có để nó đáp ứng cho da. Khi mà chúng ta tẩy như thế, nó sẽ không tốt cho da của chúng ta. Cho nên là một tuần chúng ta chỉ tẩy 1 đến 2 lần thôi nha. Và cái chai này thì Lân đang bán với giá là 170.000 nha. Dùng rất là lâu luôn, 6 tháng đến 8 tháng luôn. Tại vì mình ít dùng á, cho nên là dùng rất là lâu và rất là tiện chị em nha.